chụp nhiều vô về xe cho lớp vô đi nữa. Dừng lại Maximus là thứ hai. Rồi, tổ thứ hai á là chờ bên bốn bạn kia nữa. Rồi là sẽ đi trực tiếp qua. Nó một cái trước đi, ba nó được hai. Nó là một rồi, thôi. Một đi. Thấy không? Dừng tại 3 tháng 2 nha. Cái đó là 3 tháng 2, Maximus. Đội môn cho hỏi là có hai bạn nào biết rõ tuyến đường của mình đi chưa rồi? Rồi, tổ bốn đó là tuyến đường của các bạn đi á là sẽ cho hai bạn phụ trách. Bạn tính gì không? Bạn tính Tuấn gì? Tính Thịnh. Tuyến đường số 1 á sẽ cho bạn Tuấn với bạn Thịnh á. Hai bạn này nha. Đi đi hai bạn này nha bạn. Là sẽ phụ trách. Các bạn đi phía sau á thì nhớ chú ý cái người đằng trước của mình á. Bạn nào đây sao? Không có bị tàn nha. Đối tượng phát cơm ai biết là những ai không? Những người vô gia cư. Như nào vô gia cư? Là như thế nào? Làm sao để xác nhận được người đó là vô gia cư? Lắc lên ra cho nó nói rồi. Nằm ngoài đường, ngủ ngoài đường, ngủ ngoài đường. Thôi chích đô, ngủ ngoài đường, ngủ ngoài đường. Chích đô. Mấy người vàng ở đèn đỏ mà bán số hoặc là bán tâm lâm nữa. Thôi có chẳng chắc rồi. Mọi người họp thôi. Mình đến cho bữa sáng rồi. Cảm nhất.